Xin kính chào các bạn. Trong bài học ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn lệnh di chuyển đối tượng, tức là lệnh mover trong phần mềm Formit. Ở đây mình đã tạo ra hai loại đối tượng, một là một mặt phẳng 2D, một là khối hộp 3D. Đầu tiên, chúng ta có thể di chuyển những cái gì? Mình có thể di chuyển một cái điểm. Ví dụ đây, chúng ta sẽ kích vào một điểm của mặt phẳng này. Các bạn sẽ thấy nó sáng lên và có hình đỏ như thế này. Các bạn sẽ kích chuột vào đây và di chuyển cái điểm của chúng ta đến vị trí mong muốn như thế này chẳng hạn. Mình có thể điền cho nó thông số, ví dụ đây 1 mét, enter. Đấy là cách di chuyển chúng ta di chuyển điểm. Điều này cũng có thể thực hiện tương tự trên khối 3D. Ví dụ đây, mình kích vào đây, nó sáng lên và chúng ta kéo chuột như thế này. Đấy, đây mình cho 1.5 chẳng hạn, enter. Thì các bạn có thể thấy chúng ta có thể di chuyển các điểm của đối tượng để có thể là thay đổi hình dáng của đối tượng. Tiếp theo, chúng ta cũng có thể di chuyển các đường thẳng, đoạn thẳng. Ở đây chúng ta có một cái đoạn thẳng nó nằm đây, mình sẽ kích vào và ngay lập tức chúng nó sẽ sáng lên và bạn sẽ thấy chúng ta có thể di chuyển nó luôn như thế này. Ở đây mình cho nó là 2 mét chẳng hạn, ok. Bạn sẽ thấy chúng ta đã di chuyển được đối tượng là đoạn thẳng. Nó cũng áp dụng rất là dễ dàng trên cái khối 3D này chẳng hạn. Ở đây mình chọn cái đoạn thẳng này, ngay lập tức công cụ di chuyển đã kích hoạt cho chúng ta và bạn có thể di chuyển để làm biến đổi khối như thế này. Đấy, thì đấy là một vài các công cụ di chuyển về điểm và đoạn thẳng. Tiếp theo, chúng ta có thể di chuyển các nhóm đối tượng. Ví dụ như mình có thể di chuyển toàn bộ cái mặt phẳng này, mình sẽ quét chuột toàn bộ đối tượng. Ngay khi mình quét chuột toàn bộ đối tượng, nghĩa là bao gồm cả mặt phẳng, cả các đường line bao quanh, thì chúng ta có cái lệnh di chuyển là cái hình bàn tay và hình phím bốn hướng này. Và các bạn có thể kích chuột vào điểm mốc và đưa đến vị trí nó mong muốn như thế này chẳng hạn. Tương tự với cái khối này, chúng ta cũng có thể quét chuột. Ngay lập tức lệnh di chuyển đã có và chúng ta có thể kích vào điểm mốc và đưa đến vị trí mà bạn mong muốn như thế này. Ngoài ra, khi chúng ta không sử dụng lệnh quét chuột, bởi đôi khi có rất nhiều đối tượng nó lồng ghép vào nhau, chúng ta không thể quét chuột được, thì các bạn có thể sử dụng phím Tab. Các bạn đưa chuột đến cái vùng đối tượng và các bạn ấn phím Tab như thế này. Đấy, các bạn có thể thấy chúng ta đã tạo ra được cái vùng chọn là các đường line chẳng hạn. Thì các bạn có thể kích chuột phải và các bạn sẽ thấy chúng ta có lệnh Multi Mover đây, tức là di chuyển những nhóm đối tượng. Và các bạn có thể di chuyển như thế này. Đấy, hoặc mình có thể chọn cái mặt phẳng này mà không chọn các đường line bao quanh. Chúng ta cũng có thể kích chuột phải, chọn Multi Mover, mình kích vào điểm và đưa nó đến như này. Và các bạn sẽ thấy tất cả những cái đối tượng nó liên quan đến nhau, nó sẽ được di chuyển với nhau. Mình cũng có thể áp dụng cái lệnh di chuyển tương tự với cái khối 3D này. Mình sẽ đưa chuột vào cái vùng đối tượng, mình ấn Tab. Bây giờ mình kích chuột phải, chọn Multi Mover và mình di chuyển đối tượng của chúng ta, điền thông số 4 mét, ok. Thì đấy là những cái hướng dẫn cơ bản nhất để giúp các bạn có thể di chuyển đối tượng trong Formit. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau.